đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Công Phượng bí mật ăn hỏi, dân mạng tấm tắc khen cách bảo vệ bạn gái, tin rằng em sẽ là người chồng tốt. Nhưng mạng cho rằng việc không công khai mối quan hệ tình cảm trước khi Công Phượng và bạn gái Viên Minh làm lễ ăn hỏi là hành động đáng khen ngợi. Sáng 3 tháng 6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bí mật tổ chức lễ ăn hỏi thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao cộng đồng mạng. Bạn gái của anh tên Tô Ngọc Phi Minh, cựu sinh viên đại học RMIT, vì muốn giữ sự riêng tư, cầu thủ gốc Nghệ An không công bố rộng rãi thông tin sắp tổ chức đám cưới. Khi Công Phượng còn thi đấu tại Bỉ, anh và Viên Minh lộ nhiều hình ảnh hẹn hò, cả hai bí mật hẹn hò bằng những chuyến đi du lịch cùng nhau ở trời Âu. Họ cùng gặp Đoàn Văn Hậu và cậu em sinh năm 1999 đã giữ kín bí mật về chuyện tình cảm của Công Phượng. Công Phượng hẹn hò với bạn gái 3 năm trước khi cả hai tổ chức lễ ăn hỏi. Trong thời gian qua, Công Phượng và bạn gái không để lộ bất cứ thông tin gì về mối quan hệ trên tài khoản mạng xã hội. Phải đến khi bạn bè đồng nghiệp xác nhận Công Phượng làm lễ ăn hỏi, danh tính của bạn gái cầu thủ này mới được tiết lộ. Bạn gái xinh xắn có học thức cao của chàng cầu thủ gốc Nghệ An. Ngay khi thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi cho Công Phượng khi luôn bảo vệ sự riêng tư cho bạn gái. Tài khoản Hoàng bình luận ủng hộ Công Phượng, chứ tôi thấy dị ứng khi nhiều cầu thủ suốt ngày ồn ào chuyện yêu đương, ăn hỏi cũng làm ầm ĩ hết cả lên. Mà Yến cho hay, cá nhân mình thích những người kín đáo chuyện cá nhân giống bạn, không phải họ cái gì cũng khoe ra đã là tốt, chúc mừng nhé cậu. Phải bản lĩnh như Công Phượng mới vượt qua được cái miệng của người đời, chúc mừng em đã có được hạnh phúc, Thiên Lương chia sẻ. Phạm Hoài Vi, anh nghĩ em sẽ là người chồng tốt vì em đã bảo vệ được người mình yêu thương suốt thời gian qua. Với hành động bảo vệ bạn gái, nhiều người tin rằng Công Phượng sẽ trở thành người chồng tốt. Trước khi lễ hỏi diễn ra tại thành phố, theo tiết lộ, cặp đôi đã có thời gian hẹn hò được 3 năm.